thì đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt biên tập của chương trình, kính chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, Tết Nguyên đán là dịp để mọi người cùng quây quần bên nhau, chúc nhau những điều tốt lành. Trước Tết nên làm gì, kiêng cữ gì và cũng là điều mà mọi người cần biết để chuẩn bị đón một năm nhiều an khang, thịnh vượng. Các chuyên gia phong thủy tiết lộ từ giờ đến Tết, cứ treo vật này trước cửa nhà, gia chủ sẽ đổi đời giàu sang, lội ngược dòng ngoạn mục và có một năm mới 2023 tài lộc đầy nhà. Vậy vật may mắn đó là gì? Xin mời quý vị cùng theo dõi trong video ngay sau đây. Theo ông bà ta từ ngày xưa, từ giờ đến Tết, đặc biệt vào lúc giao thừa, chúng ta đặt những vật mang ý nghĩa may mắn trước nhà sẽ góp phần giúp tài lộc được hanh thông, sự nghiệp phát triển. Thứ nhất, câu đối ngày Tết. Tết đến nhà nào cũng dọn dẹp nhà cửa, treo đèn, kết hoa, tìm mua những chậu quất, chậu đào và đặc biệt là không thể thiếu câu đối xuân. Sự xuất hiện của câu đối đỏ treo vào ngày Tết càng làm cho không khí xuân thêm vui tươi, phấn khởi, khiến người ta ngập tràn cảm giác ấm áp và yên bình, chào đón một năm mới với nhiều điều may mắn. Câu đối Tết thường được viết trên giấy có màu hồng đào, màu đỏ. Theo quan niệm của người Việt xưa thì đây là những gam màu rực rỡ, vui tươi. Vì vậy, từng câu, từng chữ được viết trên giấy như một lời cầu chúc, cầu mong sự may mắn, hạnh phúc suốt cả năm. Treo câu đối còn hướng dẫn con người đến cái đẹp chân thiện mỹ. Treo câu đối từ lâu đã trở thành nét đẹp trong văn hóa tín ngưỡng của người Việt. Câu đối đỏ được viết bằng chữ quốc ngữ, từng nét chữ được thể hiện góp phần toát lên khí chất, trí tuệ của người viết, người xin hay người mua câu đối. Trong những câu đối Tết luôn ẩn chứa sự kính yêu chân thành đối với ông bà, cha mẹ hay những lời chúc an khang, thành đạt tới mọi người xung quanh trong dịp Tết đến xuân về. Thứ hai, treo đồng xu trước nhà. Buổi tối ngày 30 là đêm cuối cùng của năm, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ qua năm mới còn được gọi là giao thừa. Theo quan niệm dân gian thì lúc này là lúc các vị thần canh gác, hoán đổi cho nhau và cùng nhau đi tuần tra, nên nếu có mong ước gì cho năm mới thì hãy cầu nguyện vào lúc này. Ngoài ra chúng ta còn có thể đặt những vật tượng trưng cho mong ước của mình ở phía cửa. Ngày xưa, ông bà ta thường treo 3 đồng xu được xỏ trong một sợi chỉ đỏ ngay trước cửa nhà, với mong muốn năm mới gặp nhiều may mắn trong con đường tài lộc. Sở dĩ người ta dùng sợi chỉ đỏ chứ không phải sợi chỉ màu khác, vì màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, còn 3 đồng xu tượng trưng cho tiền tài. Nên khi treo 3 đồng xu được xỏ trong sợi chỉ đỏ trước cửa nhà sẽ giúp gia chủ năm mới có thêm nhiều tiền tài. Thứ ba là chữ phúc. Từ ngày xưa con người đã có nhiều hình tượng biểu thị chữ phúc mà ngày nay chúng ta thường thấy trong các tài liệu nghiên cứu, các áng văn chương trong kiến trúc, các vật trang trí và ngay cả trên các y phục. Phúc còn được gọi là phước, là biểu trưng cho sự may mắn, sung sướng và hạnh phúc. Trong quan niệm cổ truyền ngày xưa của người Việt Nam, chữ phúc có vị trí quan trọng hàng đầu. Phúc còn có nghĩa là thuận lợi, đồng thuận. Thuận có nghĩa là từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài đều thông suốt, không có gì trở ngại. Trên thuận trời đất, dưới thuận vua tôi, dưới nữa là thuận cha mẹ, con cái. Đời sống tinh thần bên trong và đời sống vật chất bên ngoài đều thuận lợi, không có gì trắc trở, như vậy gọi là thuận, là phúc. Nhà có phúc là ước vọng, nhà niềm vinh dự của người Việt Nam. Vì lẽ đó, cứ Tết đến xuân về, người ta thường viết chữ phúc trên một tờ giấy đỏ vuông, dán ngoài cửa và xem như là một lá bùa, chúc tụng, điều may mắn trong năm. Thứ tư là treo chuông gió. Việc treo chuông gió không chỉ là vật trang trí cho ngôi nhà của bạn thêm sinh động, mà còn là vật phẩm phong thủy mang lại may mắn, thu hút tài lộc vào nhà, giúp gia chủ nhanh chóng phát tài giàu có. Khi bạn treo chuông gió ở cửa trước, những âm thanh của chuông gió khi rung lên chính là nguồn năng lượng vô hình cho căn nhà của bạn, kích thích nguồn năng lượng tốt chạy vào nhà. Tiếng leng keng của chuông gió giúp mời gọi những điều may mắn, an lành tới gia đình bạn. Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh việc treo những vật may mắn trên trước cửa nhà thì từ giờ đến Tết, nếu gia chủ muốn xua đuổi hung khí, đón cát khí vào nhà, hãy thực hiện một số mẹo phong thủy đơn giản, hiệu quả sau đây. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, quý vị lưu ý nhé. Một là giải đồng xu quanh nhà. Ngoài việc treo đồng xu trước cửa, chúng ta cũng có thể giải đồng xu quanh nhà để năm mới đón thêm được nhiều tài lộc.
Tuy nhiên chỉ nên rải ở bốn góc tường và cửa chính chứ không nên rải ở khắp nơi trong nhà. Bên cạnh đó, trước khi giao thừa đến, gia chủ nên nhặt hết tiền lẻ ở tất cả các ngóc ngách trong nhà để hanh thông nguồn năng lượng tài vận của gia đình vào năm mới. Vì nhiều người trong chúng ta thường có thói quen vứt tiền lẻ lung tung khắp nơi trong nhà, mà trong quan điểm phong thủy, thói quen này ảnh hưởng cực xấu đến con đường tài vận của gia đình. Vì của cải mà chúng ta có được đều nhờ thần tài phù hộ, do đó chúng ta vứt tiền lẻ lung tung có nghĩa là đang coi thường những thứ mà người ban cho chúng ta, từ đó tiền bạc cũng dần bị hao hụt. 2. Bỏ tiền vào chiếc hộp và đặt dưới gầm giường. Gầm giường thường được tận dụng để làm kho chứa đồ, nhưng nhiều người không biết. Chính điều này ảnh hưởng rất lớn đến tài vận và may mắn của gia đình. Dưới gầm giường, nếu để quá nhiều thứ, nó sẽ khiến những dòng năng lượng may mắn của gia chủ bị tắc nghẽn. Do đó, điều cần thiết trong năm mới là phải dọn sạch sẽ gầm giường. Sau đó, gia chủ có thể đặt một chiếc hộp nhỏ dưới, có thể mang lại may mắn cho cả gia đình trong dịp đầu năm mới. Bạn có thể đặt vào đó một ít tiền để cầu tài lộc, còn nếu muốn con đường tình duyên thuận lợi thì nên đặt vào đó hai chiếc nến hoặc một sợi dây màu đỏ. 3. Mẹo xả xui thu hút may mắn với muối. Sách tử vi phong thủy có nói chẳng những là thứ gia vị không thể thiếu trong ẩm thực. Muối còn có thể xua đuổi tà khí, mang lại phúc lộc và bình an. Đây chính là lý do vì sao những ngày cuối năm người ta thường mang muối rải quanh nhà để trừ tà. Để giải sạch vận xui, bạn chỉ cần bốc một nắm muối rồi vứt về phía sau lưng, tuyệt đối không nhìn lại phía sau. Quan niệm dân gian cho rằng cách làm này sẽ giúp bạn vứt bỏ mọi điều không may lại phía sau, nhường chỗ cho may mắn ùa vào nhà. 4. Đeo vòng tay đá phong thủy. Có nhiều mẹo phong thủy để cải thiện vận số, đơn giản nhất là việc sử dụng đá phong thủy. Bởi lẽ đá phong thủy được cho là có thể khắc chế tai ương, thu hút may mắn, tài lộc cho gia chủ. Bạn chỉ cần xác định mình thuộc mệnh kim, mộc, thủy, hỏa hay thổ và chọn loại vòng hay đá phong thủy phù hợp với mình thì cuộc sống an bình yên, thuận lợi. 5. Vật phẩm mang lại may mắn, tiền tài. Bất kể khi nào và ở đâu, những điều tốt lành và niềm vui cũng sẽ luôn làm mọi người cảm thấy thoải mái, có động lực. Nếu bước vào cửa nhà và bắt gặp một số đồ trang trí tốt lành, may mắn, bạn cũng sẽ cảm thấy dễ chịu, vui vẻ. Những món đồ này chính là chất xúc tác trong phong thủy, giúp thu hút tài lộc, may mắn và hiệu quả. Trong các quan niệm của phong thủy từ xa xưa, luôn tồn tại những biểu tượng, linh vật, tượng trưng cho sự may mắn, tiền tài và bình an. Bạn có thể bài trí một số vật phẩm phong thủy như đồng tiền xu, mai hoa phú quý, tỷ hưu lộc tài, tỷ hưu thiên lộc, bách niên tụ tài, lá bồ đề, gương bát quái tinh cầu. Những vật phẩm này không chỉ thu hút tài lộc, chiêu giữ tiền của cho gia chủ mà còn giúp chặn đứng ma quỷ âm khí, không cho xâm nhập vào nhà, giữ cho ngôi nhà và gia đình bạn luôn được bình an, tránh được mọi tai ách, hiểm họa. Quý vị thân mến, trên đây là những mẹo quý vị có thể tham khảo thực hiện nếu muốn cải thiện vận khí, tăng may mắn. Từ giờ đến năm mới không còn xa. Chúc quý vị có sự chuẩn bị tốt nhất và có một năm mới nhiều tài lộc. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy, tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn.